Đây, nay đi câu tiếp nha anh em. Đó, thì đây là anh Hưng bên cổng cưới lá dừa của Bến Tre. Đó, cổng cưới lá dừa này có đi tùm lum hết nha anh em. Đi tới sớm luôn á. Đâu kêu làm mà đi à. Đó, và hôm nay anh Hưng sẽ dắt mình đi câu tiếp. Đi câu ở những cái ao nuôi cá tra Bảo Quang. Đó, ao này ao công ty thôi nhưng mà người ta bỏ lâu rồi. Thì giờ mấy anh em vô dứt. Mà ổng đi chuyến này là ổng mua heo hai cái trứng hụt gà nữa nè. Ông nói để ổng trộn. Còn trong đây thì có anh Hậu vô trước rồi nè. Cá ăn chưa? Hả, à, có anh Hậu đó nha. Đây, anh Hậu cũng đang ra lùng nghề nha. Chưa ai câu hết nha. Chưa tụng mồi nữa mà. Không rồi, liệu rồi. Vậy hả? Ừ. Đây anh Hậu nha anh em. Chào anh em. Rồi. Thì ngày hôm nay là mình với anh Thương với anh Hậu, ba anh em mình sẽ chiến tại cái hầm này. Đó, nghe nói hầm này cá này nó bắt đầu nó ụt lại rồi anh em. Để coi cái hình bắt được con bự bự không nha. Mà hy vọng là cá bự để 2 ngày dính thôi, chứ mình dính mình thả mới không chửi nữa. Ok anh em ha. Đây là cái công tác mà bảo quản lương thực. Đó. Trong kiến mọi người. Trong kiến rồi chứ nắng hồi là nó hiu nha. Đây cơm gà thôi anh em, 3 hộp cho ba anh em vứt. Đó. Ăn chưa? Đây. Thì hôm nay là đi mấy anh em mình sẽ quánh cá mới nha. Đó. Đây sản phẩm mới bên mình. Đẹp không? Đẹp không? Đó, tanh thơm thôi. Ok anh em ha. Thì giờ mượn anh Hậu quánh thử coi, anh Hậu với anh Hưng quánh thử coi sao. Nè. Thử coi. Đó. Nó dữ dằn không? Dào. Yeah. Rồi, chơi đi. Em đây em cũng tự mò em chơi à. Rồi, thì mình cũng mới vừa ra xong 2 cần nha mọi người. Thì mình đánh là 2 cây mít treo 2m7 thôi. Đây. Đó, này là mình câu cá tra nha. Đó, mình câu cá tra 2 cây. Bên đây thì anh Hậu câu cá tai cũng 2 cây và có thêm một cây cần tai để vượt cá phi kiếm cá nướng tôi ăn. Đó. Thì bên đây anh Hưng thì cũng câu một cây cần mái với cây cần tai. Ok anh em ha, thì giờ bắt đầu chiến đấu thôi. Anh Hưng xuống cái cần tai rồi đó. Cần phao nha. Cần phao rồi. Đây bên đây anh Hậu cũng xuống cái cần tai luôn. Mình thì mình chơi cá ta thôi. Còn mấy ông này để em câu cần tai, mình quay giật cần tai cho anh em coi chơi nha. Cạn chứ. Cạn vậy mới được. Sâu quá nó không xuống tới. Cá ăn cần con thừng nè, chuẩn bị giật nè. Rồi cá ăn mà không làm gì trời. Tôi tưởng ký ăn đó nuốt lửa liền. Anh để con dây dùng đi rồi sao giật. Còn không? Thấy nhúng nhúng phao mất đi rồi. Đó, 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 còn á, đó. Chị tái hả? Đó, rồi gì á? Ơi, tái tưởng. Đấy, tái tưởng bự, đâu, cá đâu rồi? Chưa lên cá đi. Chạy vào xuống rồi luôn. Tao đừng của tao. Đúng đúng đúng. Rồi, giục trời ơi. Đứt luôn. Không giục cái cần. Đâu dây là giục rồi. Giục đại ơi trời ơi. Đứt luôn trời luôn. Cho thấy bự đây. Trời ơi, thua luôn. Thôi, thẻo yếu quá. Đứt rồi. Trời ơi. Tưởng cá kiến ngoài á. Không biết sư bạn quýnh được. Trời ơi, thẻo như xíu. Thôi, chạy luôn. Đó, cái trường hợp đó người ta giục cái cần luôn. Đây đâu có mất đâu sợ. Kiếm vàng toàn được rồi. Trời ơi má thì kiếm phá không. Rồi đứt khỏe luôn rồi, đủ nhí nữa. Thôi. Thẻ 1.5 em ơi. Trời ơi câu này đến 1.5. Lại luôn. Trời ơi trời, không xanh này, không xanh. Thấy đầu luôn, bán đầu luôn. Đủ nhí. Ai có đem cộng dây an toàn không ta? Thôi thua rồi. Đây cái cần máy của mình có dấu hiệu nha anh em, cái cần bên phải ấy gì thả xuống rồi, để căng lên thả xuống rồi. Trời ơi mồi hơi cứng, hãy bắp mồi hơi cứng anh em, nó lôi hơi rồi nó nhả nè. Này để chút năng lợi nha, cây bên phải anh em, chút nữa làm cái nữa mình quay cho anh em coi nha, giờ đợi nó thôi. Cá nhỏ trắng. Đây anh Hưng dính
nương dính cá gì đây? Đồng, đồng. Phải đồng không? Đồng mà. Thì đồng luôn á. Trời ơi, cái gô của đồng nổi. Đồng mà hai. Đồng mà phải không? Con nhọn nè. Đó, bụng gan luôn. Nói chung là con cá gô á, mà con này nó đẹp cực kỳ luôn. Cá gô. Trời ơi, ông nội ơi. Cá gô hàng VIP. Làm con có nướng ăn thương ơi. Trời, bụng gan anh em. Đồng hay vuông? Thấy bài lai quá. Mà nói chung là con này đẹp á. Trời, con này nó ra ngoài ra cũng lâu lắm rồi nè. Trời ơi, chiến nút lưỡi luôn. Quá dữ. Nó mất tiêu cái lưỡi luôn rồi. Trời ơi. Không có gỡ cái này mày. Ừ, không 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 không, không mất. Trời ơi, có gô con này khoảng trăm mấy 200 gram. Dạ biết mập. Có tứng không ta? Không. Không có tứng à. Mập nó rồi. Đã. Rồi cũng có cá nha, cá đầu tiên nha. Đầu tiên dính. Quay em. Đó. Ghê thiệt. Đây 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 anh Hậu dính nha anh em. Wow, cái này dính nha. Ngon lên. Đã im quá im. Đã im luôn. Cái gì? Nuốt luôn, câu thì nuốt tên cá này là tính ra cá này nó còn viên nó còn mới anh em. Nuốt lưỡi luôn. Con cá nãy con cá tai tượng kia ăn sảy cũng nuốt lưỡi. Tới con cá gô ăn nuốt lưỡi, giờ con cá mè nuốt lưỡi luôn. Hồi dính cá ta ăn nuốt lưỡi chùm nho nó báo nữa. Còn nước lưỡi không à. Mà cá cũng được chứ bò, cá trồng chứ bò. Đẹp nè. Có điều ăn hơi chậm ha. Ừ. Đó, này là cây gỡ lưỡi nha. Cái mình không biết xài cây này luôn á nè. Đó giờ không biết xài luôn á. Lần đầu tiên xài luôn. Dạ. Yeah. Đó giờ nó đâu có nuốt đâu, giờ nuốt nè. Đó giờ không mấy ông bể bể không à, không nuốt à. Gà chưa? Ờ, rồi. Dễ ăn ha. Em đâu có cây đó đâu. Trời ngon lành. Đây đây thương dính nữa anh em, cá bự anh em. Có chừng thấy nha, vướng nghe. Trời không dính hoài ông ơi. Cá nặng ngay chỗ đám được bình. Phải không? Phải không? Bự không? Wow, wow. Ê ê ê ê, dục cưng, dục cưng, dục chân. Trời đứt luôn rồi. Cái quần què. Trời ơi, câu gì vậy? Trời ơi. Đứt quá trời, hai con rồi. Đừng gắn con dây chi không giờ không dục dây. Thấy lòi lùm thì biết không? Trời ơi, đó. Anh coi nói sao anh Hưng cái anh Hồng. Bố này. Trời ơi. Thua, thua, thua. Ờ. Ờ nãy giờ cá bự ăn có mình ổng mà không quánh vậy anh em. Xảy hai con tai tượng. Hai con tai tượng, con cá đực luôn. Đứt khéo không mà khéo. Hai vợ chồng quánh xảy hết trơn luôn. Con đực cá. Hai cái lưỡi. Đây anh em, cây cần mình mới có dấu hiệu nha anh em, sao tự nhiên cái dây nó dùng dùng nha anh em. À, giờ mời anh Hậu canh nha. Đó, cây cần mình cây ở giữa anh em. Nó mất tiêu rồi. Nhả luôn. Nhả đâu nhả bậy không? Nhả là bậy liền. Cá này là phải mười mấy ký mấy luôn á. Cá này có lỗ tai. Nghe nói nè. Nghe nói nó năng hả? Đâu rồi ăn lại rồi, đâu rồi? Alo. Alo alo. Đó, còn giờ phú sống rồi. Còn không? Hẳn cây mới được nha, hẳn cây mới cho bắt nha. Cắt buông luôn. Giỡn hoài. Hả? Ơ. Gì á, gì cho hiểu không nội. Nhiều mà dính mà mấy con gì á. Xe tơi xíu rồi, xe tơi xíu rồi nào. Chạy bằng nước luôn hả? Mẹ gì á. Chị á. Cá bự không ơi, phải bự mới được không ơi. Nhỏ ơi, nặng không thấy gì dây luôn. Chị trắng mà, ấy cái gì á, cá phi. Mẹ. Ở cái mè, ở mày mày dinh chập bá luôn. Mẹ ơi, cái nó nhẹ rồi. Ồ. Ồ lạnh. Nướng luôn đi. Có mè luôn ơi. Đó. Này anh Hậu câu nha anh em. Đó, dính đi nha. Cũng được ha, có lý ha. Cảm ơn. Hàng chí nó nghe hiều. Ừ, nó lên nhìn nó nhẹ xuống mà. Mè kia kìa.
theo cái ta là nấy à, ta là nó lúc luôn. Ta lúc rồi, bự chứ bồ. Ok ok. Ăn chùm nhỏ luôn nha. Sao? Rồi, thả gọng luôn đi anh ơi. Hồi nữa tính. Đây 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 anh em, anh Hưng dính nữa anh em ơi. Con cá mè nữa nha. Chơi thẻo siêu bò nha. Quất luôn à. Cá bự bự chảy chứ cá cỡ này thì dính nha anh em. Cá cỡ này khó chảy lắm nha. Cái này mà chảy là thôi luôn á. Thả hai chồng tư tưởng rồi em ơi. Hai chồng thả luôn. Mè dính nha. Ok. Đây đây đây, đây cá ăn cận Hưng, cá ăn cận Hưng. Phải không? Phải không? Phải không? Dính chưa? Dính hả? Gì vậy? Không biết gì cơ hả? Còn không ai chảy rồi. Để anh Hưng nè anh em. Còn à, đồ ghê ghê ghê. Rồi sao bắt? Rồi ra đây ra đây ra đây ra đây. Ghê ghê ghê. Hay quá ta. Cá nằm trong lớp lục bình đó anh em ơi. Nãy giờ ổng dính nó không à? Dướng dướng rồi. Coi chừng chảy. Chùm nho hả? Ờ chùm nho yên tâm. Thôi thử nó ra, dướng luôn rồi. Thôi thôi thôi, phải ta thưởng không? Ta thưởng cái ta. Đi đâu dưới ông nội. Dướng nữa rồi. Ui bình lỏng ba xiếc rồi, miếng xiếc chưa miếng nghỉ luôn đi. Ừ. Rồi xong. Lên đây gọi gọi đưa qua đây lên, đưa qua đây. Rồi dướng cái cần em, đưa qua đây. Ồ, cá ký mấy không ơi. Ôi coi chuyện chảy. Wow, trời ơi. Nước lưỡi luôn. Nước rồi. Trời ơi, tưởng mập. Có sáng, tiếng luôn. Sáng sẽ hai con vậy tại. Rồi có nước lưỡi sáng không? Rồi còn cái lưỡi câu hôm nay không? Con này nuốt mất tiêu luôn. Trời ơi, cá. Ta tưởng mà xuống ăn chùm nho, con này khùng thiệt chứ. Con cá pha luôn, nuốt luôn, không có lưỡi kia. Có lưỡi không? Nhiều khác vậy. Còn gỡ được. Thì đây tôi tưởng nhiều quá ta. Ừ, tôi tưởng gì hay là dữ. Ờ, đã luôn. Sáng hai xảy hai con, giờ xảy, giờ làm thêm con nữa. Đây coi tượng ngon. Trời ơi, cái này, ăn cám nè. Đó, có lý chưa? Trời mình ơi. Trời ơi. Nó đang bay nước rồi. Không nghe cái sổ hết hồn mà. Ở đây tượng dữ đó. Nó mất tiêu luôn, cái này cắt hẻo lên cho sống lên ơi. Hát được mà, có gì mà. Hát được không? Nó mất tiêu luôn rồi. Rồi con này đang cắn ổ quá nè. Con vậy hả? Ừ. Cái gì hả? Cá này cắn ổ mà mình mãi dập trơn rồi. Cá cắn ổ. Nè. Gì vậy? Cá đang quần ổ. Là bậu đẻ hả? Ừ, bụng trứng không nè. Ồ, độc hả? Này là con nữa. Cắt đi lời, cắt cho sống rồi nè. Thì kéo lên mất rồi. Thì quánh như đó còn nữa, quánh phao lên thôi. Phao hả? Ừ. Phao ăn hả? Ừ. Anh lấy cái phao đây em làm phao cho anh vách. Rồi cầm cá đi. Đây có cặp được. Cầm cá anh, cầm cá anh, chụp hình coi. Cầm mất cá, cầm miệng đi. Đủ. Ê chết mẹ. Cầm miệng đi, cầm miệng. Nhìn to chưa rồi. Anh cầm nhìn thấy cá tay tượng rồi chứ. Chờ. Ok rồi. Đẹp. Ê, ăn, cần em ăn. Quá, wow, đây anh em, mới bật anh em. Mới bật, mà chắc cá nhỏ quá, cá mèo quá. Rồi, bật lên tả luôn rồi. Còn đây. Đây, dính anh em, dính là cá nhỏ anh em. Dính này, dính nha. Giờ mình dựng đây, mình quay cho anh em coi luôn nha. Tại con này nhỏ chứ bự. Chắc cá mèo quá. Hát đạn chứ lâu lắm mới ăn được cái đó, quay dựng như là hát cho quay vô luôn đó. Rồi cá mè dinh nè anh em ơi, nè đó đó, cá bự không thấy nhưng mà cá mè cái này thì ok ha. Rồi đó, ô cá mè bự chứ bồ. Ây da. Nhà bự nha anh em. Đây.
cá ta thì chưa thấy đâu, nhưng mà cá tạp cá mè thì ok. Đó, cái tanh thơm này thì nó nghiêng gì con cá có dãy hơn nha anh em, cho nên là nó sẽ dính cá mè được nhiều. Đó, còn cái củ thì nó nghiêng nghiêng cá tra, cho nên là cái bịch cám tanh thơm mới á, hiện tại tại sao là mình để con cá trắng nhiều hơn là con cá da trơn. Da trơn mình chỉ có con cá ta thôi, cá trắng mình để nhiều hơn. Ok anh em ha, có cá nha. Thì con cá này mình kéo lên cho nên là thôi mình sẽ thả xuống nha anh em. Còn hồi sớm con cá mè sớm á là anh Hậu kéo cho nên là để cho anh Hậu luôn. Ok anh em ha. Rồi, giờ mình thả xuống lại nha, dán sống nha con. Có con cá tài tượng của anh Thần chết queo rồi kìa. À, thả vô lục bình này cho nó không chết, chứ thả ra ngoài đập xuống mạnh quá sợ chết. Ok anh em. À, đi câu gì ngồi câu hồi mấy ông chạy hết trơn nè. Nè ông Hưng á thì ông cuốn được, ông chạy xuống cái cống ngồi dưới kìa, nên thấy không, ngồi dưới cống đó, đó. Có cầm tàu lá dưới cống đó, ngồi dưới cống. Ông Hậu thì ông chạy qua cái ao múc bên kia, bịt cái nhà đỏ đỏ bên kia nó có cái ao bển nữa, ông chạy bển ông ngồi, bỏ mình ngồi trò hỏ ở đây luôn. Câu gì cá nó chậm ăn mắc nản là ông chạy hết trơn luôn, còn mình ngồi bám tụ đây nha anh em. Để coi mình ngồi đây mình có lên Hugo không. Nếu mình lên Hugo là mình ghẹo mấy ổng đá luôn á, còn không lên thì cũng thua luôn. Đây đây đây, anh Thân dính nữa anh em. Yeah, ổng gần gần nhưng mà ổng bắt cá mè hoài ông ơi. Ủa quá đã. Đi dưới đã rồi, tèo lên đây lụm cá mè nữa. Mè bự không? Nước lớn rồi đang giúp. Ừ. Yeah. Ừ. Ừ. Ngon nè. Con 200g chứ bộ. 200g không? 2g ạ. Hơn. 2g hơn đúng không? 2. Cá bự không à. Sắp biết cái này nước lớn rồi câu con tay im hết ta. Lâu không con, lâu không con mà cá bự không? Khó lội nha anh em. Cá mè nó nhiều hơn cá ta nữa. Con cá ta không thấy ăn mà cá mè ăn quá trời. Lên bắt con hồi lòi luôn anh ơi. Đó, nhảy nhảy đó. Ô, bắt hồi lò lụm thác lát cụm đây liền á. Con thác lát cụm đột hoài đó anh em, mà không có mồi câu. Giờ mà có con cá gì nhỏ nhỏ là có khả năng lụm đó. Ừ. Không dễ gì, nó đâu có nhát đâu. Ừ. Mèo quá trời luôn. Đây anh em. Đi đã về dắt tường về đó anh em. Đó, đi đang ban về nha, để coi ông về coi có cá mắm gì không nha. Đi nãy giờ lâu lắm rồi đó anh em. Đó. Để về coi cá mắm sao nha. Bảy cái ta. Rồi, nãy giờ đi được gì, được nhiêu? Bút con. Ghê. Tao coi miếng rồi. Hả? Coi miếng rồi. Nó đi cá ta nó hụt bổm bổm mà nó không ăn. Bánh vậy hả? Ủng bự không? Bởi đâu bự không? Banh banh luôn, ủng ngay giữa. Có con 2-3 kg không? Có. Ghê vậy. Cũng ăn luôn à. Rồi cái gì vậy? Hai con. Rồi, có con he đã vậy? He. Ờ con he bự ghê trời. He ăn nướng. Hả? Cá này nướng gì? He. Ờ con he ngại kìa. Ôi chà bá luôn. Còn tay hả? Tay. Đừng có dảnh. Tay hết luôn á. Còn ai không dính gì luôn? Không. Trời ơi lau kiến nè ông nội ơi. Trời ơi chứ. Ôi lau kiến chúa á. Biết rồi. Rồi. Ông ơi, bịch cám đi, ông đi mà ca 2 tiếng hồi không giờ được như đây anh em. Bây giờ. Lau kiến ốm nha. Hai lau kiến nha. Hai cá mè nha. Đi có nhí. Đi đâu hái nhà lần lạc. Đây đây đây. Đi câu mà có lá sâm đó nè. Vô nè ba. Vô luôn. Đây. Lá sâm này là lá sâm vườn nha anh em. À, cái lá này anh em cứ dò với nước mưa xong cái anh em để lượt sát bỏ. Rồi để ra hồi nó lóng là nó cục nó xanh á. Rồi bỏ đường với nước cốt dừa, nước đá vô. Ăn thì đúng bài luôn. Hết sảy. Muốn đem cái giật cái giọt ở đây. Hả? À. Giọt cái lượt cái phơi cho. Đi câu không những có cá mà còn có đồ ăn để giải giải độc giải mát cơ thể nha. Mát gan rồi nha. Đi câu đóng quá, lá sâm cho nó mát. À,
mà dò hơi cực nha anh em, chịu khó về dò nha. Mà dò là cái tay phải rửa tay sạch mới dò được, chứ không phải dò có mùi cám nó ăn mệt luôn á. Đó, lá sam phải gờ rồi. Bò bít cái hàng rào luôn anh em. Này miền Tây đập tự bật nha mọi người. Lá sam bò bít cái hàng rào luôn. Tùm lum luôn, chỗ nào có lá sam hết á. Đó, nhưng mà cái này nó cũng hơi tùm, anh em nào phải biết mới được nha. Phải biết là lựa chứ thôi bứt túng lá tầm bậy về dò nó hôi gình ăn được. Lá sam nè. Lá này lá sam nè anh em. Nè, anh em thấy không? Nhiều lá lắm, nó giống giống nhau không à nha anh em. Mình phải biết nha chứ thôi bứt tầm bậy là ăn được nha. Mấy cái lá này nè, lá già già này nè. Trời ơi, nó mấy cái lá già già này nè. Nó là giò nó ra dữ dằn luôn. Nó giò là nó đậm đen, nó dai nhách luôn anh em. Dài lắm, đã lắm. Rồi, hãy lá sam đi. Kiếm thêm. Kiếm đồ ăn. Về cái cá mình chiên xong rồi mình ăn vô là nó bị nóng cơ thể đúng không? Cái mình ăn lá sam cái nó mát lại. Wow. Này đi sâu nắng nè. Nóng người. Ok. Sam đúng bài luôn. Ngon là đồ, mới hái coi chút xíu mình bọc rồi. À. Này bán chắc cũng mấy chục ngàn, cả trăm ngàn ký hả? Cũng gà 40-50 ngàn ký. Cũng có giá chứ bộ. Ký giò nó bán cả trăm mấy. Không mà nó bán là nó cắt dây nó bán đúng không? Chứ nó đâu có bứt lá. Nó ngồi vậy. Ờ chứ bứt lá bán gì sao đủ. Ờ có ngóc gòn ngóc này ăn bổ lắm nè. Nè ốc nè, ốc nè. Ốc ốc này bổ lắm á. Ờ. Có chừng túng ngóc này về ăn bổ lắm nha. Cho nên là thôi cái này mình ăn mát cho nên là mình bỏ ngóc ra đi cho đừng bổ. Ghê ghê. Thôi lành nha nè. Đủ môn luôn. Đây thì bây giờ anh Hậu bắt đầu ra cái lỗ của anh Hưng nãy nha. Đó xuống đây câu nha anh em, và mình giờ để mình theo anh Hậu nha. Chứ vô quay cá bự cho anh em coi. Hơi xa. Đây có cá ăn nha anh em. Mà không biết là có giật được hay không đây. Có báo rồi đó. Thôi bây giờ cuốn đồ về nha anh em. Thì trước khi về sẽ quay hành quả của anh Hưng nha. Đây là hành quả của anh Hưng nè. Mình Hưng công nha mọi người. Nhắn mình con khỉ. Còn con cá nào không kìa. Ừ, thả hết mấy cái tượng rồi đó nha. Ghê, yeah, cũng bộn chứ ồ. À, hay chưa. Đó. Chừng cái đồ mình nhảy nha. Được. Ghê. Yeah. Được. Dảnh nhắc luôn. Có cái gô ông nội luôn nè, thằng ơi bự. Gô bọc gan. Sẽ thay con bự hơn này nữa nè. Bọc cá ta đâu, đừng có đâu. Đây. Bọc cá ta đâu. Kìa. Đó. Còn đây là bọc cá của anh Hậu nè, đó. Còn của mình có con mình thả rồi nha anh em. Mình có con mình thả rồi nha. Hai con kiến là được rồi đó, thấy chưa. Rồi, cũng yeah. Lòng mọi người. Cũng lòng được. Không cho. Kìa thiệt đó. Ê, bộn chứ bồ. Ừ. Có con này không khảy hai con tay tượng là nhóc luôn rồi. Ừ, hai con kia chản rồi. Ừ. Kiến rồi. Ok nè em. Trời ơi ngon lắm. Rồi thì bữa câu của mấy anh em mình tới đây là hết nha anh em. Anh chào và hẹn gặp lại trong bữa câu khác thôi. Bữa hôm nay tới đây thôi. Hề quá. Nắng. Nắng rồi giờ chuyển mưa. Nãy nắng bây giờ chuyển mưa nè thấy không. Thôi chuyển mưa cho thôi rút về sớm. Bye bye nha. Hẹn gặp lại.